súp ngon quá ha. Xin chào quý cô chú anh chị cùng các bạn thân mến. Đây là con đường Tây Lân thuộc về phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Đây là khu chợ tập trung rất là nhiều công nhân buổi sáng, nên là có đầy đủ các loại thức ăn buổi sáng. Ngày sáng sẽ đi lại dày lên chợ để cho mọi người xem nha. Sáng nay thì công nhân đi làm nên là đường xá rồi đông đúc quá. Bánh bao đây. Và ngay chỗ này nè, mấy cô để những cái sợi bánh đây nè. Ngay trước cổng của cái xí nghiệp luôn. Bánh ngọt, chè. Bên trong đó là cái xí nghiệp của Mi Nga sản xuất giày da. Đắt quá ha, chỉ có mấy cái quầy này thôi mà cô bán đắt quá. Chắc là rằng có hai cái bánh bò, bánh tiêu, bánh tây yến nè, tất cả chuối sáp nấu nữa nè. Ở xe bánh mì đây nè, trong kia là nước uống nè, bán cũng đắt, sáng cái nào cũng bán cũng đắt hết trơn. Cô này bán khoai. Vui quá, buổi sáng mời công nhân đi làm. Ngày nào cũng vậy, sáng nào cũng đông đúc nhộn nhịp như vậy cho nó. Đây là bánh ướt. Ngay sập này bán bún, bánh hỏi, bánh ướt. Có cơm sáng nữa nè. Có cá kho với thịt kho. Và bên đây là cơm tắm sáng. Thịt nướng nè. Đến đây là khu vực của công ty. Khu vực công ty Mi Nga chuyên sản xuất giày da. Khu vực này công nhân ngay chỗ này nè, đi vào công ty nè. Đông đúc. Do đó thì gần bên này trước bữa cửa công ty thì có bán những đồ ăn cho công nhân thì không thể thiếu luôn nè. Đủ món hết trơn nha, món mặn món ngọt thì có hết. Khoai mì á, khoai mì với chuối, có cả khoai cao. Thank you.
cái tủ máy giờ này hết trơn rồi kìa. Hết trơn đồ hết trơn rồi. Bán đắt quá trời đắt luôn rồi đó. Sạch sẽ trơn. Này là bán bún với cơm. Mấy anh chị công nhân thì đi làm là ai cũng phải mang đồ ăn theo. Ăn đừng có sức để làm việc nguyên một ngày luôn mà. Nghe người sắp hộp hộp đồ ăn nè. Vọt hộp thì sẵn đi ha. Dạ. Cái này là bún với nuôi. Vọt hộp hộp thì cũng tiện quá ha. Dạ dạ cảm ơn cô. Cái cây đây nè. Quay quay đây nè. Nồi bánh canh bún đủ hết chưa? Bên ngoài này xe giờ đông quá. Súp ngon quá ha. Giờ này là bên ngoài này xe chỗ này đông quá nên bị kẹt xe nè. Một phần như vậy là 15.000 đó. Sang này mắc kẹt luôn à. Chạy tới không được. Có một cái xe xôi nè, xôi mặn. Bún xào, nuôi xào, bánh ướt. Súp cua buổi sáng cũng có bán nữa. Bị kè lại nên sáng rồi. Bánh canh bột gạo, bún xào, chiên giòn. Ở đến đây thì bán dừa tươi cũng đắt quá ha. Bánh bao nóng hổi cơm ngon đây. Cháo lòng, cháo cá rau đắng. Hôm nay là do ăn chay nên không có thưởng thức được những cái món ăn này. Những tiệm tạp hóa thì cũng nhiều nhiều á, cũng bán đủ loại đủ đồ ăn, đủ loại đủ đồ ăn, đồ tiêu dùng, các gia vị cũng có bán nữa. Cô này đang chiên chuối. Quê kìa, anh này quay phim gì nè, quay phim gì á. Xe bánh ngọt. Bên trong kia thì có
rồi đó bán bánh tét, bánh ủ. Nước uống bán cũng đắt nữa hả? Câu khu vực này bán thịt cá đồ cũng có, bán nhiều đầy đủ hết trơn á, rau củ, trái cây. Quá chừng bánh trái mà để ăn sáng á, đủ các loại bánh ngọt mặn đồ ăn sáng, bánh bò, bánh tiêu, xôi vị, đủ thứ món hết trơn. Chỗ này nướng thịt không à, khói quá. Ngoài làng chuối nấu nữa nè, có các loại chè đây nè, cơm tấm nè, ôi nhìn ngon quá. Cô này đang nướng thịt vì đây là khu chợ tự phát thôi nên tất cả những món hàng rau củ trái cây thì nó vẫn có, nhưng mà nó ít hơn những khu chợ lớn thôi. Bên trong thì có nhiều loại trái cây nữa nè. Bên ngoài bây giờ thì xe cộ quá xá luôn rồi. Mỗi loại thì có để bảng giá nên cũng dễ mua. Rau xanh ngon. Thịt cá rau củ thì có nhiều á. Lúc này thì công nhân đã đi vào công ty bớt rồi nên là hơi bị ít người lại chứ. Lúc mà công nhân bắt đầu đến đây á là khu vực này đông. Các khu quầy bán thịt nè, tất cả quần áo ở đây. Gà vịt, có cả đồ chay nè, đậu hũ và những loại đồ chay. Hôm nay ăn chay mà quả chừng hoa này hôm nay là mua cúng nên bán cũng hơi nhiều ha, ngày ngày rằm mà.
quầy gạo này ngon, ngon chưa? Đủ thứ hết trơn, đủ thứ rau củ, xanh ngon luôn. Chỗ này bán mực, tôm. Thịt heo thì ở các chợ đều như nhau, giá đều vẫn tăng lên chứ không có bị giảm xuống. Khu vực bán cá nè, cá đồng đều có hết trơn, cá biển cũng có nữa. Có sập rau nhỏ nhỏ như vậy ha. Có bán đồ gia dụng, đồ nhựa. Cả chén bát đủ hết thứ hết trơn á, dài lên tới đây luôn cũng có đồ ăn nữa nè. Đây là xôi, xôi mặn. Rồi. Hộp xôi từ 12-15 ha. Có cơm chiên nữa nè. Bánh ướt, bánh cuốn, bún thịt nướng, mỗi một phần như 15.000. Ui, một hộp vậy là 15.000. Rau sau rau củ trái cây rồi có đủ hết trơn ha. Có cửa hàng bán mỹ phẩm đi nè. Bò hủ tiếu cũng bò bò kho. Lúc này thì công nhân đã đi vào làm rồi. Đi vào công ty cũng như là hết rồi, nên con đường đã vắng lại, chống lại rồi nè. Bánh hoa xanh đây, hai cái bánh hoa xanh luôn. Cái hoa xanh ở đằng đây thì nó lớn hơn. Thái Lan. Bánh bò miền Tây nước cốt dừa nè. Xin chào Hà Long. $30.000 một ký. Công nhân đi vào làm cái đường nó thoáng hơn rồi đó ha. Có một bánh hoa xanh. Bánh hoa xanh đây thì nó cũng vi mô cũng vừa, không có lớn mà cũng không nhỏ. Đồ ăn cũng cuốn ở đây nè, mọi người thấy quá đủ món hết chưa. Xôi ngọt, xôi mặn. Bánh ướt. Tất cả món cháo lòng đây nè.
Đi đến đây thì có chuyến xe buýt 25. Mọi người muốn đi mà tránh nắng, tránh bụi, chúng ta đi chuyến xe buýt 25 nè, đến đây. Đây là con đường Tây Lân, thuộc về phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Con đường này là từ bắt đầu quốc lộ 1A, mình sẽ rẽ vào trong này. Ngay cả từ phía trước đó là quốc lộ 1A đó. Trên con phố này bán đồ ăn buổi sáng này cũng nhiều quá ha. Ngay chỗ này cũng có đồ ăn nữa nè. Bánh mì chay, hôm nay ăn chay. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị cùng các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.